Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kỷ nguyên mới thua trận đầu ở Chile Ngày 19 tháng 11, blog Thiên Hạ Luận trên VOA Tiếng Việt Bình Luận Kỷ nguyên mới đụng Chile 0-1 Tác giả chăm chọc Kỷ nguyên mới mà ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra sân đã thua Chile ngay trong trận đầu tiên trong scandal tấn công tình dục của Thượng tá Công an Lại Đắc Tuấn tại Chile. Tác giả dẫn một số bình luận trên mạng xã hội như sau. Nick Hương Nguyễn mịa mai, sang Chile tính tranh thủ một tí để về nước có chuyện khoe với bọn đồng liêu. Ai ngờ gặp đúng con dở hơi báo cảnh sát. Mất mặt quốc gia chút thôi, có gì đáng để làm căng. Đen thôi, đỏ quên đi. Và đây là hình bài trên blog Thiên Hạ Luận VOA. Luật sư Nguyễn Danh Huế nhận xét, Ở Việt Nam, nhiều chị em chưa có ý thức được quyền của mình và cả do xấu hổ, sợ xếp, nên những việc như sờ mông phụ nữ còn phổ biến ở công sở nói gì đến ở khách sạn vì vậy nhiều anh cứ mang cái văn hóa ở nhà ra nước ngoài và thái hạo bình luận như sau chia lê thật chẳng ra làm sao chuyện có gì đâu mà toán lên còn ra tòa với lại trục xuất nữa chỉ là một cô hậu phòng thôi mà ở nước tôi giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách còn là chuyện thường bộ trưởng bộ giáo dục bảo với quốc hội đây là vụ việc không chỉ ở một trường của hà tĩnh mà trong thực tế cũng có nhiều trường hợp và theo ông cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi ta tự do đến thế chứ đâu như xứ Chile mất dân chủ và bày vẽ quyền nọ quyền kia ông Kim Văn Chinh thì than thở nhớ hồi chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hàn Quốc có hàng chục người ăn theo rồi trốn không về làm ô uế thể diện quốc gia lần này Tân chủ tịch nước sang thăm Nam Mỹ cũng xảy ra chuyện tài đình và ô uế không kém cả thế giới đã biết Chile họ chơi cũng sát ván quá Chuyện vừa xong đã đưa luôn ra tòa án Và kết luận luôn là có tội Cấm nhập cảnh 2 năm Họ không có đảng lãnh đạo Và chương trình xử lý vụ việc Cứ thẳng tưng theo pháp luật Làm cho các đồng chí quen cậy thế cậy quyền lúng túng Không chống đỡ nổi Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn ra tòa ở Chile Nít Huỳnh Ngọc Trên so sánh Chile tuy chưa phải là nước dân chủ vẹn toàn Nhưng luật pháp rất văn minh và tiên tiến có trì hồ gây hại là cảnh sát xuất hiện ngay. Chile giống các nước phương Tây, chỉ cần buông lời lẽ không hay trước mặt phụ nữ là bị tố quấy rối tình dục. Trường hợp ông Tuấn vì có đụng chạm nên nặng hơn, tạm giam chưa quá 24 giờ là đưa nghi phạm ra tòa xem xét, gặp tòa Việt Nam thì ông Tuấn bị tạm giam ít nhất 3 tháng để điều tra, rồi mới được ra tòa sơ thẩm, có những vụ án tạm giam hơn một năm là bình thường. Mai cho ông Tuấn không bị bắt ở Việt Nam và không bị tạm giam ở Việt Nam, và cũng thấy rằng ở Việt Nam thì hành vi như ông Tuấn, nạn nhân chẳng dám tố cáo. Có tố cáo chưa chắc có ai đến còng tay, một người như ông ấy. Cũng chính vì sự dung túng thiếu nghiêm minh này đã làm cho ông Tuấn nghĩ rằng ở nước ngoài cũng vậy nên phạm tội làm nhục quốc thể. Tác giả nhận xét, kỷ nguyên mới mà ông Tô Lâm vừa xác lập và được các hệ thống rần rần hưởng ứng vẫn chưa có gì. Mới về hành xử công quyền, đặc biệt là về minh bạch, khi hệ thống truyền thông, hệ thống công quyền hoàn toàn im lặng về vụ án này. Trong khi mạng xã hội lan truyền thông tin, Thượng tá Lại Đắc Tuấn được trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, thì báo chí cách mạng hăm hở thông báo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mới quyết định thu hồi giải thưởng thanh niên sống đẹp mà tổ chức này đã trao cho cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương hồi năm 2020 chỉ vì cô là nghi phạm trong một vụ án ma túy. Tác giả kết luận, dù sao, kỷ nguyên mới cũng chỉ mới thua trận đầu, được lãnh đạo và điều hành theo kiểu như vậy. Liệu sắp tới, kỷ nguyên mới có thể vươn mình thắng trận nào hay chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kỷ nguyên mới thua trận đầu ở Chile. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 3 trường hợp đặc biệt trong các vị trí chủ chốt của đảng Ngày 18 tháng 11, BBC Tiếng Việt bình luận, tứ trụ, thường trực ban bí thư và những trường hợp đặc biệt Theo BBC, những biến động chính trị trong khóa 13 cùng với cái chết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến số ủy viên Bộ Chính trị có thăm niên hơn một nhiệm kỳ thu hẹp lại chỉ còn có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính BBC nhận xét, điều này làm cho đảng không còn nhiều lựa chọn, bởi theo quy định 214 của Bộ Chính trị, để vào tứ trụ hoặc làm thường trực ban bí thư, cá nhân phải tham gia Bộ Chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên. Do đó, một số nhân vật, dù chưa hội đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn được bầu, phân công vào các vị trí, theo cơ chế trường hợp đặc biệt. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, trong số các chủ tịch nước nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, thì ông Lương Cường chưa hội đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 vì chưa tham gia trọn một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vuong Viên từ Mỹ cho rằng việc bầu chủ tịch nước mới cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho việc nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất, tổng bí thư và chủ tịch nước. Ông nói rằng việc đảng lựa chọn ông Lương Cường làm chủ tịch nước còn phản ánh nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong đảng, chủ yếu nằm ở các lực lượng công an và quân đội. BBC nhắc lại, sau khi ông Vương Đình Huệ mất chức, ông Trần Thanh Mẫn, khi đó là phó chủ tịch thường trực quốc hội, đã được bầu lên làm chủ tịch quốc hội thay ông Huệ vào ngày 20 tháng 5. Ông Mẫn được bầu vào bộ chính trị lần đầu vào tháng 1 năm 2021, nên ông chưa làm trọn một nhiệm kỳ bộ chính trị, do đó chưa thỏa mãn yêu cầu tham gia bộ chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. BBC dẫn lại đánh giá của giáo sư Cartier từ Úc vào thời điểm ông Mẫn được bầu làm chủ tịch quốc hội cho rằng đây là giải pháp trước mắt để chờ tới đại hội đảng lần thứ 14. Ông Mẫn cũng được giáo sư Taylor đánh giá là có kinh nghiệm trong quốc hội và việc bầu ông Mẫn cho thấy đảng đang thiếu người. Bên cạnh đó, ông Mẫn quê ở Hậu Giang nên việc ông làm chủ tịch quốc hội giúp cân bằng tính vùng miền trong tứ trụ. Và đây là hình ông Lương Cường, người hai lần được hưởng quy chế trường hợp đặc biệt trong vòng chỉ hơn 5 tháng vẫn theo BBC, vị trí thường trực ban bí thư nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã chứng kiến bốn sự thay đổi về nhân sự. Thường trực ban bí thư là một chức vụ quan trọng, chỉ xếp sau tứ trụ, nên tiêu chuẩn đề ra cho chức danh này cũng có những điểm tương tự tứ trụ. Cụ thể, cá nhân phải tham gia bộ chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên. BBC nhận định, ông Lương Cường chưa thỏa mãn yêu cầu này khi được phân công làm thường trực ban bí thư. Như vậy, ông Lương Cường được xét hai lần trường hợp đặc biệt. Thường trực ban bí thư và chủ tịch nước. Người thay thế ông Cường làm thường trực ban bí thư, ông Trần Cẩm Tú cũng chưa thỏa mãn tiêu chí này. BBC dẫn thông báo về việc điều động nhân sự của Bộ Chính trị cho thấy, ông Trần Cẩm Tú sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ: Thường trực ban bí thư và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Việc nắm giữ chức danh thường trực ban bí thư được cho là sẽ mở đường cho sự nghiệp chính trị của ông Tú trong tương lai vì ông Võ Văn Thưởng và ông Lương Cường đều thăng tiến lên làm chủ tịch nước từ vị trí này. BBC đánh giá, dù các ông Lương Cường, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú chưa thỏa mãn tiêu chuẩn, nhưng việc bầu, phân công các ông này không sai quy định 214 vì thuộc diện trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, điều này cho thấy một thực tế như giáo sư Thay Giờ đã chỉ ra, đảng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự, nên việc xét trường hợp đặc biệt là điều dễ hiểu và có thể là giải pháp tình huống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ba trường hợp đặc biệt trong các vị trí chủ chốt của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.